ngày 17 tháng 9. Lời Chúa. Thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, chương 5, câu 16 đến câu 18. Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu. Lời Thánh Y Nhã. Suy niệm và trò chuyện với Thiên Chúa thì chế ngự được sức mạnh của bản tính tự do và kiểm soát được những xung động của nó. Suy niệm. Chuyện kể về một nông dân ở xứ Ars. Mỗi ngày trước khi ra đồng, anh đều ghé vào nhà thờ cầu nguyện giây lát. Khi trở về, anh cũng ghé vào nhà thờ để cầu nguyện như vậy. Trong xứ ai ai cũng nể và kính phục. Một hôm, có người hỏi anh nông dân: ngày ngày anh ghé vào nhà thờ mấy lần để làm gì thế? Anh nông dân trả lời: tôi trò chuyện với Chúa và Chúa trò chuyện với tôi. Trò chuyện với Chúa, tâm sự với Chúa và cầu nguyện với Chúa. Nhưng về điều gì vậy? Về mọi điều trong cuộc sống, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện lo lắng và cả chuyện được bình an. Rồi cầu nguyện và trò chuyện với Chúa trong thời gian nào? Thánh Phaolô khuyên nhủ rằng: cầu nguyện không ngừng và tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Vâng, không ngừng và mọi nơi mọi lúc, vì cầu nguyện và trò chuyện với Chúa thấm sâu vào tâm hồn, trí hiểu và đời sống của ta, trở nên hơi thở cần có để ta sống, như cá cần có nước để sống. Như thế, có thể nói rằng Kitô hữu là con người cầu nguyện, con người luôn biết trò chuyện với Chúa về mọi điều trong cuộc sống, con người sống thân mật với Chúa. Hơn nữa, khi việc cầu nguyện và trò chuyện với Chúa trở nên hồn sống và hơi thở của ta, thần khí Chúa sẽ hoạt động trong ta, để nhờ đó ta có thể chế ngự được sức mạnh của bản tính tự do và kiểm soát được những xung động của nó. Như Thánh Y Nhã nói. Ở đây, Thánh Y Nhã rất thực tế, vì Ngài nhìn thấy khuynh hướng thích tự do bay nhảy và xung động mạnh mẽ của bản tính ta có thể làm cho ta dễ lạc bước. Vì thế, ai càng chìm sâu trong cầu nguyện, ai càng thường xuyên tâm sự với Chúa và sống thân mật với Ngài, thì người đó sẽ được chính Chúa ấp ủ trợ che. Người đó trở nên nhạy bén với sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần hơn và ngoan ngoì bước theo sự hướng dẫn của Ngài hơn. Hồn sống trong ngày. Mời bạn cùng tôi tập sống cầu nguyện, trò chuyện với Chúa thường xuyên trong ngày hôm nay nhé. Cụ thể, ít nhất 3 khoảnh khắc trong ngày, sáng, trưa và tối. Chúng ta tâm sự với Chúa như hai người bạn tri kỷ tâm sự với nhau về những gì ta có trong lòng và trong cuộc sống. Cheers.